Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình iGroup nhận 25.000 tốc cần Biso, khoảng 25 đô nha tất cả các bạn. Cho giá này để tham gia giá hôm nay qua link phần link mô tả, mở Telegram bấm nút start nha các bạn. Sau khi bấm nút start thì nó hiện ra một captcha, thì các bạn lướt captcha các bạn. Sau khi lướt captcha xong thì các bạn join kênh group kênh seller. Lướt captcha xong các bạn bấm continue các bạn. Đây thì một tốc cần Biso này khoảng 0.001 đô USD cho một tốc cần các bạn. Thì con này mình chưa biết list sàn nào, sau này có thông tin gì mình list sàn nào thì mình thông báo cho các bạn. Thì các bạn join vào kênh group kênh seller này các bạn. Đây là một dự án farm. Hiện tại trên đây thì nó đã cho chạy qua ETH này ta. Mà USDT này. Mình không biết, chưa biết list sàn nào các bạn, bấm đáp đi các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh seller các bạn. Twitter thì các bạn follow nữa các bạn. Follow and retweet pinbot. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn chia like và tờ quýt bị viết đã ghim các bạn. Tập càng này chưa biết cái thằng nào nữa. Rồi các bạn bắt đắp lên đi các bạn. Sau này nó có về mình thông báo cho các bạn. Rồi bạn bấm nút submit detail các bạn. Rồi bấm don các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ lên profile tờ Twitter của mình nha các bạn. Bạn bắt đắp vào nè, bạn nhập vào hồ sơ nè các bạn. Và những bài trên cùng các bạn, nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Rồi tiếp tục sau đó các bạn sao chép cho khay như tạm các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bắt đáp lại. Các bạn mở ra. Các bạn bắt. Mình dán vào. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi sau đó tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ ETH trên địa chỉ Chocolat, Mesa Wallet nha các bạn. Không được. Các bạn copy địa chỉ ETH trên nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại các bạn để mình coi cái động chôn. Động chôn sụp. Cái đồng IFS này cũng sụp luôn, hôm lên đồng mười mấy đô. Rồi bạn mới đáp lại các bạn. Rồi bạn gửi cho bot các bạn. Rồi các bạn bấm vào status để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Mình đã nhận được 25.000 tốc cần Biso nè bạn. Các bạn lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.